Hello, hello mọi người. Hello, hello, hello. Cho mới vừa phỏng vấn xong, vừa mới đi về nhà. Vừa mới đi về phòng. Hello, hello, hello. Hello, hello cả nhà. Cho mới vừa phỏng vấn xong, vừa mới đi về ở khách sạn, về phòng. Yeah. Hôm nay mình sẽ mặc áo của mẹ để livestream. Nhìn tươi. Yeah. Nhìn tươi thế kia thành. Khi nãy cháu đi vô phỏng vấn á. Sao chị? Cháu đi vô phỏng vấn á, xong rồi là mọi người hỏi dễ thương lắm. Bây giờ mình không biết diễn tả sao ta, mình biết diễn tả sao. Hồi nãy Châu vô, Châu mặc áo của mẹ vô phòng phỏng vấn. Xong cái ban giám khảo hỏi Châu là hỏi về tuổi thơ như thế nào, xong rồi hỏi về mẹ như thế nào. Xong cái mình ngồi mình kể. Trong cái Châu ngồi không có câu chuyện kiện về mẹ trước, xong mình kể chuyện về cái áo. Hôm nay áo của cô Bảy đã vươn tầm thế giới. Áo của cô Bảy đã vươn tầm thế giới rồi mọi người ạ. Dễ thương. Áo của cô Bảy hôm nay đã vươn tầm thế giới. Xong cho mới vừa nhắn hỏi thăm mọi người thì mới bảo là mọi người kêu buổi sáng cho khóc à. Đâu có đâu. Sáng đó, mấy hôm nay là tại vì dậy sớm, xong rồi buổi tối là không ngủ đủ nữa. Rồi sáng dậy sớm nên là cái lúc cái hình mà mọi người thấy là lúc sáng sớm mình đi xuống ăn sáng là khoảng 6 giờ mấy, 7 giờ, 6 giờ 50, 7 giờ. Nên lúc sáng mắt còn hơi bợp bợp. Bây giờ mắt rõ hơn rồi, thấy không? Ít xin gì đâu. À, vòng phỏng vấn bình thường. Ai mà đồn phỏng vấn trong phòng kính tối cái gì không có. Vòng phỏng vấn lại có hai bàn. À, mới có hai ban giám khảo đã được công bố rồi đó mọi người. Mà hai bàn, mỗi bàn một bên. Là mình đi vô cũng giống như bình thường, mình đi vô một điểm trung tâm là mỗi lượt là hai người thì sẽ đi vô trung tâm và mỗi người đi qua một bàn. Sau khi kết thúc hết giờ ở một bàn này thì mình sẽ quay trở lại bàn tiếp theo. Làm tốt không chị ơi? Nói chung thì chị thấy chị làm cũng ổn, cũng tốt. Tại vì câu hỏi mọi người hỏi mình dễ thương lắm. Đa số là liên quan đến gia đình của Châu này, liên quan đến gia đình chị, đến tuổi thơ của chị. Xong rồi hỏi về mẹ thì xong mình sẽ mình kể về mẹ như thế nào. Rồi mình mong muốn làm điều gì cho mẹ. Xong rồi mình kể về cái áo dễ thương này nè. Kể về cái áo mà lucky suit của cô Bảy. Hôm nay phải cảm ơn áo của... phỏng vấn Châu có xài phiên dịch không? Châu không có, Châu có đăng ký xài phiên dịch nhưng mà tất cả câu hỏi Châu đều hiểu và tất cả câu trả lời thì Châu trả lời bằng tiếng Anh. Nhưng mà có một câu hỏi là có một giám khảo hỏi là nó hơi dài nên Châu không hiểu kịp. Là câu hỏi là ở Việt Nam, như bạn chia sẻ, ở Việt Nam bạn có 54 dân tộc anh em thì làm cách nào để mà bạn có thể học hỏi và có thể giúp đỡ lẫn nhau phát triển á, thì Châu trả lời bằng tiếng Anh. Nhưng mà tại vì cái câu hỏi dài quá nên là mình không có nghe, mình nghe mình không có hiểu hết kịp, nên là Châu có nhờ chị phiên dịch dịch được cho câu đó. Nhưng mà nói chung là mình trả lời bằng tiếng Anh hết và là tốt. Còn dự án nhân ái thì mọi người có hỏi sơ và mình khi mà vào phòng á mọi người, mỗi thí sinh sẽ có một cái trang bio đã được tổ chức Miss Universe in ra sẵn, là một cái trang gì nè, có hình của mình ở đây, xong rồi có những cái thông tin ngắn gọn về bio của mình, về dự án của mình như thế nào, về hoàn cảnh của mình, về gia đình, về sự nghiệp. Hello, hello everyone, I love you. Về hoàn cảnh gia đình, về các thứ. You have done interview? Yes, I'm just done with my interview. Như thế nào, xong rồi mọi người sẽ dựa vào đó mà hỏi. Có một giám khảo hỏi về Châu về cái phân phát mà mình tiết kiệm tiền mỗi ngày á, cũng dễ thương. Dễ thương sẽ. Xong rồi thì phải cảm ơn chiếc áo của cô Bảy ngày hôm nay, chiếc áo may mắn.
đã mang đến cho mình một cái năng lượng gọi là may mắn từ đầu tới cuối, và năng lượng tích cực kiểu mình không có sợ xong thấy lo lắng quá nhiều như thế nào. Và lúc nào kiểu khi mà mình mặc cái áo này, lúc nào mình cảm thấy là mình biết tại sao mình ở đây rồi, mình biết lúc nào mẹ cũng ở nhà đợi mình kiểu vậy. Thích lắm. Em chào chị. Em chào chị Vân. Hello chị. Rồi. Ban giám khảo hỏi cho nhiều. Vậy là hai bàn mỗi bàn 1 phút hả chị? Đúng rồi, em mỗi bàn hai bàn, mỗi bàn 4 phút. Và không biết là có phải 4 phút không, nhưng mà chị thấy cũng nhanh lắm. Và tùy vào cách mà mình trả lời câu hỏi, là mình trả lời ngắn gọn hay là như thế nào, và ban giám khảo sẽ hỏi thêm. Nếu mà mình trả lời nhanh ngắn gọn thì ban giám khảo sẽ hỏi thêm nhiều câu hỏi liên quan đến cá nhân mình, và ban giám khảo sẽ biết. Bạn cùng phòng của bạn là She's here, Mary's here. No, just take a nap. But she take a nap and she got like she will ready for her interview at 2 p.m. Đó, anh chị này có thật không? Không nha anh. Qua màn ảnh nha anh, livestream qua Instagram nha anh. Châu chưa xong, Châu mới vừa kết thúc interview thì chiều nay Châu có hai lịch trình khác. Bây giờ là 11 giờ rưỡi và lúc 1 giờ Châu sẽ có một buổi shooting cho nhà tài trợ. Sau đó thì 3 giờ mình sẽ chuẩn bị make up hair một lần nữa để mình đi quay một một cái video opening, cho có một cái lịch quay opening từ 3 giờ cho đến 7 giờ tối. Là lịch của mình là full ngày luôn, từ sáng sớm đến chiều tối. Cũng lên nha chị Tiến Dương. Chị phỏng vấn. Hiện tại thì Châu tinh thần vượt qua hết phỏng vấn rồi, mọi thứ vẫn ok, các thứ mình cảm thấy vui và rất là hài lòng vì mình đã quay về hành trình. Chị chụp hình với Venice. Châu chụp hình với Amanda nhiều lắm rồi, livestream cùng với Amanda, nói chuyện với Amanda nhiều lắm luôn á. Đúng á mọi người. Không biết là mọi người thấy không chứ Châu với Amanda ngày nào cũng tập chương trình á. Tập chứ, làm tốt rồi chị ơi, ngủ nghỉ tí cho mắt tươi tí chụp hình nè. Chị mới vừa uống xăm, bây giờ hả, năng lượng dồi dào. À, đang kể chuyện Amanda. Thế là Châu với lại bạn Venezuela thì lúc nào cũng là hai nước cuối cùng á. Xong tập chương trình cái gì cũng hai đứa đứng kế bên nhau. Kiểu là bạn, xong rồi kể cả đi xe bus cũng vậy. Đi xe bus là hai đứa cuối cùng, là mình xếp hàng phía sau cùng luôn. Để di chuyển cho an toàn, lúc nào hai đứa cũng đi chung với nhau, cười một xỉu. Tập bikini, tập đồng diễn ha, chưa chưa tập diễn, tập bikini hay là tập dạ hội, tập cái gì cũng 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 đi cùng nhau, dễ thương lắm. Ráng giữ tinh thần. Yes. Ngày mai là bán kết rồi mọi người ơi. Rồi, không thể tưởng tượng được, nhanh dễ sợ. Nhớ ngày nào đó, mới ngày đầu tiên mình đến New Orleans xong, ngày đầu tiên mình đến khách sạn check-in xong, bây giờ là đã là ngày mai là bán kết, xong rồi vài hôm nữa là chung kết. Nhanh dễ sợ, quá là nhanh. Ừ, về tới phòng là Joe live đi. Yeah, she's taking a nap and she will get ready for her interview at 2 p.m. Thank you so much, teacher. Thank you for your positive vibe and you like. Cháu mới vừa thi xong, vừa mới về nhà. Coi chung kết à? Cháu thấy thông tin là hình như coi chung kết qua FPT mọi người, xong rồi hình như là chung kết qua FPT. Bán kết là rạng sáng ngày 12 sao á mọi người. Là bên này là khoảng 7 giờ rưỡi, 8 giờ tối. Giờ ở Mỹ thì là sáng giờ Việt Nam là chắc khoảng 6 giờ hoặc 7 giờ. 7 giờ sáng. Bên đó Trần Việt Bảo Hoàng. Trời ơi, nói về Trần Việt Bảo Hoàng, đi bữa đây ai cũng hỏi thăm anh Hoàng là anh Hoàng đâu, Henry đâu, sao không thấy Henry. Đi ngày đầu tiên đến đây phỏng vấn là mọi người đã hỏi là Henry đâu rồi, bây giờ sao không thấy Henry. Xong em kêu là giờ này Henry đang ngủ rồi, tại lúc đó là 3 giờ chiều thì bên Việt Nam là 2 giờ đêm.
Xong hôm sau mà mình gặp Hannah, với lại gặp lại cô Easter, cô cũng hỏi là Henry đâu, sao chưa thấy Henry rồi. Hỏi hoài mãi thôi, khi nào Henry qua. Anh nhắn tin cho mọi người confirm đi là chừng nào qua hay là như thế nào nha. Mọi người hỏi hoài. Ồ, cái này hãy nghe theo con tim mình nha chị, cái nào phù hợp thì tin cho chồng một định. Dạ. Thực ra thì hai cãi cả hai bộ váy mà vừa được công bố với mọi người thì Châu và mọi người và cả anh Trung Thanh Phong hay là team anh Trung Thanh Phong cũng gọi là đặt nhiều tâm huyết, rất là nhiều tâm huyết và những cái sự đầu tư nhất định vào cái đó. Và bản thân mình thì mình rất là vui khi mà ngày đầu tiên mình thấy được hai bộ đồ và mình được fitting như thế nào. Và hiện tại thì Châu cũng mang qua đây cùng với Châu đang ở bên cạnh nè, để ngày nào mình cũng nhìn xong rồi mình cảm. Và lý do mà Châu mong muốn được làm bộ sen là bởi vì với Châu nó, thứ nhất là sen đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, mình có được những cái tinh thần, một cái sự mạnh mẽ nội tại, một cái nội tại rất mạnh mẽ. Và thứ hai là về cái cách cách work hoặc là cái kể cả tính cách con người Châu cũng vậy, tức là lúc nào mình cũng giữ cho mình một cái sự bình tĩnh nhất định, một cái sự kiên trì, một cái sự bình tĩnh nhất định, để ý và là lúc nào cũng tỉnh táo để đưa ra được những quyết định cần thiết trong thời khắc quan trọng cho bản thân mình. Good morning, Carlos. I'm just finished my interview and it's really good, so funny. It's so fun. Yeah, I'm gonna tell you after the live stream, but it's really fun. Đồ ăn hợp miệng không chị? Be yourselves, enjoy the competition. Thank you, Silly. Thank you so much. Đồ ăn thì ở bên này hơi mặn so với khẩu vị của Châu. Nên nhưng mà khi mà mình cân bằng lại với lại salad hoặc là trái cây á, thì mọi thứ vẫn ổn chứ không đến nỗi quá khó ăn. Phỏng vấn kính ok. Với Châu thì phỏng vấn kính hiện tại mình thấy mình làm tốt. Và sau khi mình phỏng vấn xong thì tất cả mọi người cũng đều cười rất là vui vẻ và mình nghĩ là mình đã làm tốt ngày hôm nay. Và kể câu chuyện về bản thân mình, câu chuyện về mẹ, câu chuyện về chiếc áo, không ai làm tốt qua bằng Châu. Châu tin mình như vậy. Bây giờ là hồi tới phòng mà livestream với mọi người liền. Ngày mai là bán kết rồi. Nhanh, thật là nhanh chứ. Nhanh gì đó. Quá là nhanh luôn. Hello. Thank you so much sending you love back. Mà bạn bạn Nhật thì đang ngủ. Mấy hôm nay mọi người hồi sáng này á, Châu ngủ dậy cũng không có tỉnh lắm đâu, nên là cái mắt nó hơi hơi bập. À, mọi người tưởng Châu khóc nhưng mà không, cái đó là lúc sáng sớm lúc 6 giờ mấy 7 giờ á. Xong mình ngủ dậy là mình không có dậy nổi, xong rồi make up được xong rồi mắt mọi người bị bụp luôn. Thế là hồi sáng trước khi vào phòng, trước sau khi ăn sáng xong thì mình uống một cái một một gói sâm để mà bổ sung năng lượng. May mắn là đến lúc mà mình vào một phỏng vấn thì mọi thứ nó đều ổn, năng lượng đã quay trở lại và kiểu mình tỉnh táo. Vì An lúc mà Châu vô, tại vì Châu là top đầu tiên, là một group sẽ có quên cho quên mất là bao nhiêu một group là bao nhiêu người, nhưng mà Châu là group đầu tiên, một là một trong những người đầu tiên vào phỏng vấn. Thì lúc đó là Châu không thấy gì An, nhưng mà trong vòng phỏng vấn thì ngoại trừ ban giám khảo thì sẽ có thêm cô Bola ngồi đó và ekip của Miss Universe ngồi đó để mà xem, còn đặt câu hỏi là chỉ có ban giám khảo đặt câu hỏi thôi. Vừa hỏi cho mình.
Thank you, Carla, too. Châu có định đeo lên. Cái đó thì Châu sẽ nghĩ là nó còn tùy thuộc vào ngày hôm đó mắt mình cảm thấy khỏe không nữa. Bởi vì mắt Châu đeo lên nhiều nó cũng không có khỏe và mình dễ hay bị mỏi mắt ấy. Nên mình sẽ tùy thuộc vào hôm đó. Châu đang ăn trái cây, để cái này là raspberry của ông ta, cái quả nâu nâu nè. Được, cho trả lời hết tất cả các câu hỏi trong một phỏng vấn kính bằng tiếng Anh. Và có một cái câu hỏi là có ban giám khảo hỏi khá là dài nên là mình không hiểu lắm, thì mình có nhờ sự trợ giúp của chị Jen, là chị phiên dịch viên của trong ngày hôm nay. Hello Jimmy, how are you? How are you, Jimmy? Oh, này blueberry. Xin lỗi mọi người, mình nhớ nhầm tên. Đó là blueberry. Ở nhà vẫn à, mấy cái trái raspberry là mấy cái chùm chùm nhỏ nhỏ đúng không ta? Sân khấu chính thức vẫn chưa mọi người ạ. À, hôm qua là mình vẫn đi tập ở trong một cái hội trường và mọi người khoanh vùng một vẽ cái sân khấu, dán cái sân khấu lên đó. Nên là Châu nghĩ là chắc ngày mai, hôm nay khi mà mọi người phỏng vấn xong thì buổi sáng ngày mai có thể là sẽ được tập, hoặc là buổi chiều ngay trước khi bán kết diễn ra thì sẽ được tập chính thức trên sân khấu, để mà thứ nhất là mình lựa chọn đôi giày nào mình đi sẽ phù hợp hơn, và thứ hai là mình sẽ cảm nhận được sân khấu thực sự như thế nào. Tôi nghĩ vậy. Sân khấu bán kết và chung kết có chung không ạ? À, tôi nghĩ là chung đó mọi người. Hình như là chung một sân khấu thôi, và nó cách nhau có 11 với 14 là 3 ngày, cho nên là mọi người cũng không có thời gian để mình set up hay là làm nhiều đâu. Và tất cả các thí sinh thì sẽ cần thời gian để mà mình tập trên sân khấu chính, tại nhảy đồng diễn mình sẽ cần bố cục, cần sự đồng đều mọi thứ rất là nhiều, nên là Châu nghĩ giải cùng một sân khấu á. National Costume cho chưa lắp, tại vì mọi người sẽ cần phải di chuyển nó ra ngoài sân khấu hậu trường. Thì cái ngày bán kết á, cho nghĩ là khoảng thời gian rảnh trước khi mình vào show, hoặc là sau khi mà mình trình diễn xong, khi mà các bạn bắt đầu trình diễn National Costume thì cháu sẽ lắp cái cánh ở cái phần phía sau của cái chiếu lại. Thì cháu nghĩ là sân khấu cũng không có to lắm đâu mọi người, tại vì như hai hôm nay mình tập á, thì sân khấu cũng không 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 dài, nó vừa phải thôi, và cũng tùy điều kiện. Và bên này thì cái sân khấu đó là tốt nhất để mà tổ chức cuộc thi rồi, nên là cháu nghĩ mọi người đều lựa chọn cái sự tốt nhất cho cuộc thi Miss Universe năm nay. Hello, bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi. Cháu sẽ đi thay đồ và chuẩn bị cho lịch trình chiều nay để mà đi ăn và đi ăn 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 trưa cùng với mọi người. Có câu hỏi gì khó trong phỏng vấn kính? Trong phỏng vấn kính thì cháu nghĩ là không có câu hỏi khó đâu. Chỉ có một vài cái câu hỏi liên quan tới bio của mình, rồi câu hỏi liên quan tới bạn sẽ làm gì để mà hỗ trợ cho, tại vì cô có chia sẻ một chút về Việt Nam của mình, về có mình có 54 dân tộc anh em á, thì xong mọi người hỏi là vậy thì cháu sẽ làm cách nào để mà có thể giúp đỡ và hỗ trợ tất cả mọi người ấy, bởi vì có thể là có một cái sự khác nhau về văn hóa, về các thứ. Thì cháu nghĩ là chỉ có cái câu đó là họ hỏi về cái kế hoạch của mình sẽ làm gì như thế nào thôi. Và những cái câu khác thì nó chỉ liên quan đến phần trong phần bio của cháu, và liên quan đến tuổi thơ, liên quan đến mẹ, liên quan đến cái hành trình của mình. Và cháu thấy là xong buổi sáng là mọi thứ đều xong rồi, buổi chiều là mình chỉ có chụp hình với lại quay video thôi, việc đó thì quá dễ, quá bình thường.
ba em. Không, cho mọi người. Chị có kể về áo vía không? Chị có. Còn cái này dễ thương lắm, lúc mà mình kể về áo vía gần như mọi người đều ai cũng thích cái áo này hết, và với Châu thì đúng là một cái điều may mắn mà mình có, rồi câu chuyện mình chia sẻ với mọi người. Thôi bây giờ Châu đi chuẩn bị đồ đạc các thứ để cho lịch trình chiều nay nha. Bye bye mọi người. Bye. Nail now eating chi chi now. Oh chi chi. I want to meet you, Jimmy. But I have a busy schedule today, so I'm gonna check for you, and if we have a chance, just catch up. Bye. Xin chào. Chào mọi người. Bye bye, bye bye. Bạn có chắc